Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tô một bức tranh kết rất là đặc biệt. Các bạn nhỏ có nhận ra nhân vật nào trong phim mờ hình Mr. Queen không? Xe mà Queen á. Và bây giờ chị Trinh Trinh sẽ bắt đầu tô cái bức tranh cát này cho các bạn nhỏ coi nhé. Thank you.
Xong, đã hoàn tất xong việc tô màu bức tranh cát hình chiếc xe rồi nè. Wow, các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ thấy chị chim xinh tô thế nào? Có đẹp không? Nếu mà đẹp thì để lại một like ủng hộ cho chị có động lực với nha. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Chim Xinh Channel nhé. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ thì chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau. Chào tạm biệt các em.